Choáng với khách sạn trong hang đá giá hơn 60 triệu một đêm, dân mạng bảo âm u như 18 tầng địa ngục. Phòng nghỉ kỳ lạ này được quảng cáo rộng 25 m 2 gồm một giường siêu lớn và một phòng tắm riêng. Trong ảnh phòng nghỉ này nằm trong vách đá, ngoài đệm ngủ cỡ lớn còn có nhiều hạng mục như phòng tắm, nhà vệ sinh, bàn ghế và tủ đứng. Đáng chú ý là một số khu vực đã được lát gạch khá kiên cố, khó tránh khỏi tác động vào cảnh quan tự nhiên. Phóng viên đã thử đặt phòng qua nền tảng Agoda cho đêm 23 tháng 7 tại phòng nghỉ này thì tổng thuế phí cần thanh toán trong một đêm là hơn 74 triệu đồng. Lợi ích đi kèm là wifi miễn phí, bãi đậu xe, bữa sáng, cà phê và trà. Trên mạng xã hội nhiều ý kiến người dùng hoài nghi về tính thẩm mỹ và xâm phạm môi trường tự nhiên của người xây dựng phòng ngủ này. Nhìn mà tưởng đâu đang tham quan 18 tầng địa ngục, nhìn trông như đi thử cảm giác xuống cõi âm nhỉ. Tưởng nhà ma đang trend xây dựng kiểu mới à Đã phá hoại thiên nhiên thì làm cái gì đẹp mắt tí Còn đây xấu xúc phạm người nhìn Đang ngủ mà có con rắn nó ngo ngoe Thì chạy mất cả dép Không biết cửa ở đâu mà chạy Rồi binh đầu vào đá một trong số những điều thầy mình hay nhắc đó là muốn đặt để một thứ gì cũng phải xem xét không gian xung quanh, nó phải ăn nhập và tương tác với nhau cơ. Nói thiệt là làm xấu cả cái hang, vật liệu thì khập khiển không ăn nhập gì đến khung cảnh xung quanh còn lo cho việc có ảnh hưởng đến tự nhiên không nữa trao đổi với phóng viên sở du lịch tỉnh ninh bình cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp với đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra cơ sở này theo đó phòng nghỉ nằm tại xã ninh xuân huyện hoa lư tỉnh ninh bình tại buổi kiểm tra đại diện pháp luật của cơ sở vắng mặt nhân viên bảo vệ của cơ sở cho biết hiện nay khu nghỉ này không hoạt động và không đón khách cơ quan chức năng tỉnh ninh bình sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sự việc